tôi thấy Sanshu đang ở trong một cái đường cụt. Bay thôi. Chạy điện, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ui, Sanshu bay à? Kia Sanshu kia rồi. Kia sáng kia kìa. Xuyên lướt thì được bắt được Sanshu. Hiện tại tôi đang cầm tiền lương YouTube của kênh và bỏ trốn. Bây giờ tôi sẽ phải đi bắt Sanshu. Mỗi 2 tiếng đồng hồ tôi sẽ báo vị trí của tôi cho anh Dưỡng biết qua duy nhất một bức ảnh thôi. Tôi đang có mặt ở sân bay Nội Bài để bắt đầu đi trốn. Tôi có mặt ở đây chỉ để chụp ảnh check in, sau đó gửi cho anh Dưỡng để đánh lừa anh Dưỡng mà thôi. Sanshu gửi cho tôi một bức ảnh. Rồi đây ở đâu đây? À đây đây đây, nhà ga hành khách T1 Nội Bài. Ui, Sanshu đang ở sân bay Nội Bài. Khả năng sáng sẽ bay đến một địa điểm mới. Vừa mua được cái bánh bao, ăn tạm bánh bao lót dạ rồi lên đường đi trốn. Gửi ảnh cho anh Dưỡng rồi, chắc là anh Dưỡng bây giờ đang trên đường ra sân bay Nội Bài đấy. Bây giờ tôi sẽ ra sân bay Nội Bài bắt Sanshu. Sáng ơi, em trốn ở đây không Sáng ơi? Tôi sẽ tìm mọi ngóc ngách của sân bay. Sanshu trốn kỹ ghê nhỉ. Tôi đã lục tung cả cái sân bay lên rồi nhưng mà vẫn không tìm thấy Sanshu. Đi bắt như kiểu này như là mò kim đáy bể ấy. Sanshu bảo cứ mỗi 2 tiếng sẽ gửi cho tôi một bức ảnh để tôi tìm Sáng. Nhưng mà thực sự thế rất là khó, không thể nào tìm thấy Sáng luôn. Một cái sân bay này thì rất là rộng, tôi không thể nào tìm được Sáng. Thì bây giờ tôi sẽ ngồi đây chờ. Chờ hết 2 tiếng thì Sáng lại sẽ gửi tiếp cho tôi một bức ảnh. Thì tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Sau 2 tiếng chạy xe thì tôi đã có mặt ở địa phận Hải Phòng. Đấy, giờ này chắc anh Dương vẫn đang ở sân bay Hà Nội tìm tôi. Nhưng mà tôi ở tận Hải Phòng rồi. Giờ thì chụp ảnh sau đó thì gửi cho anh Dương là tôi đang ở địa phận Hải Phòng nhá. Ui, Sanshu gửi ảnh gợi ý rồi. Sanshu đang ở Hải Phòng. Sanshu lừa tôi đến sân bay Nội Bài, sau cuối cùng vòng về Hải Phòng. Tôi đã có mặt ở cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng. Giờ này thì anh Dưỡng chắc chả biết tôi đang ở đâu đâu. Thử thách lần này mà tôi tạo ra cho anh Dưỡng thực sự quá là khó. Khi mà cứ mỗi 2 tiếng mới có một bức ảnh. Thì khi mà anh Dưỡng tới cái địa điểm tôi chụp ảnh thì lúc đấy tôi đã đi tận đâu đâu rồi ấy. Cho nên là thực sự quá khó đối với anh Dưỡng luôn. Tôi cầm theo tiền YouTube để cho thử thách nó thêm phần hấp dẫn. Và vừa để cho anh Dưỡng luôn. Bây giờ thì tôi sẽ lên tàu bay nhá. Ra tàu để bay đi thôi. Trải qua quãng đường hơn 100 km thì tôi đã đến thành phố Hải Phòng. Sanshu đã lên máy bay bay đến một nơi khác. Mất công đi xuống tận Hải Phòng, cuối cùng Sanshu bay đến một nơi khác rồi. Vậy là tôi đã đến sân bay quốc tế Cát Bi. Không còn chuyến bay nào để bay đuổi cho Sáng cả. Thì tôi cứ chờ đến sáng mai xem Sáng ở đâu thì tôi sẽ bay đến đấy bắt Sáng. Tôi chưa được ăn gì từ chiều đến giờ. Từ lúc đi bắt Sáng là chưa được ăn gì. Xe của tôi cũng đã hết xăng rồi. Bây giờ là vào xăng. Tôi vừa xuống máy bay và địa điểm lần này của tôi lựa chọn để chạy trốn đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ sẽ chụp ảnh tôi đang đứng ở chỗ cái đường sơ này nhá. Đấy, thì tôi đang đứng ở đây để chụp ảnh gửi cho anh Dương. Sáng Sanshu gửi cho tôi đã đến một địa điểm nào mà tôi không biết. Ga trong nước, đường Trường Sơn. Cái bức ảnh này tôi chỉ có tên đường Trường Sơn thôi. Thì tôi cũng không biết Sáng Sanshu đã đến sân bay nào. Thì bây giờ tôi phải xem trên Google Maps xem là sân bay nào có gần cái đường Trường Sơn này. Tôi đã bay chuyến bay cuối cùng để đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh này. Thì chắc chắn là tới ngày mai anh Dương mới bay vào đây để đuổi theo tôi rồi. Đói quá. Chạy từ chiều giờ chưa được ăn gì. Bây giờ tôi sẽ ăn một bát phở, sau đó thì đi kiếm chỗ ngủ. Mời các bạn ăn nhá. Sau một lúc điều tra trên Google Maps thì tôi đã tìm thấy đường Trường Sơn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh. Vậy là đã xác định điểm đến của Sáng đó là thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi sẽ đặt vé ngày mai sớm nhất để vào trong thành phố Hồ Chí Minh bắt Sanshu. Kiếm một chỗ để nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chạy trốn nhá. 6 giờ sáng đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục bay. Sáng rồi thì hiện tại tôi đang có mặt ở bến xe An Sương. Bây giờ sẽ chụp một bức ảnh để gửi cho anh Dương biết là tôi đang ở bến xe An Sương nhá. Vậy là tôi đến Hồ Chí Minh. Thì tôi kiểm tra bức ảnh gần nhất Sáng gửi cho tôi thì tôi thấy Sáng là ở bến xe An Sương. Nhưng mà tôi sẽ không đi ra bến xe An Sương mà tôi sẽ từ từ xem những bức ảnh tiếp theo của mà Sáng gửi rồi phân tích xem là Sáng sẽ đi đâu.
Thời tiết miền Bắc dạo này âm u, vào trong thành phố Hồ Chí Minh trời xanh đẹp nhìn thích thật. Tranh thủ một lúc ăn cái ổ bánh mì đã. Ngon. Thôi bây giờ đi luôn thôi. Không biết anh Dương ở đâu cho nên là mình cứ phải di chuyển liên tục. Thì bên kia là bến xe kìa. Tôi chụp ảnh ở đấy để lừa anh Dương thôi. Bây giờ thì bắt Grab để đi thẳng xuống cửa khẩu nhá. Let's go. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chạy xe thì bây giờ tôi đang có mặt ở cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cửa khẩu để đi sang bên Campuchia. Anh Dương ơi, em chuẩn bị sang Campuchia này. Anh vào đây mà bắt em, đố đuổi được em đấy. Sáng vừa gửi hình ảnh là Sáng đang ở cửa khẩu Mộc Bài, tức là Sáng định sang Campuchia. Thì bây giờ tôi cũng đuổi theo lên cửa khẩu để bắt Sáng nhá. Không để Sáng sang Campuchia, nếu mà sang Campuchia thì khó bắt lắm. Tôi đã gửi ảnh cho anh Dương thì theo như tôi đoán thì chắc bây giờ anh Dương sẽ bắt đầu đi từ thành phố Hồ Chí Minh để đi ra cửa khẩu này đuổi theo tôi. Nhưng mà tôi lại đi vòng ngược quay trở lại rồi, không đi ra cửa khẩu, không đi sang bên Campuchia nữa nhá. Đi quay lại. Ôi các bạn ơi, ôi anh Dương kìa. Ôi tôi nhìn thấy anh Dương rồi. Anh Dương đi cái đôi giày vest đây rồi bót. May mà trên người tôi không có định vị cho nên anh Dương không thể nào bắt được. Biết ngay mà anh Dương chắc chắn sẽ chạy ra cửa khẩu để bắt tôi, nhưng mà tôi lại đi ngược về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đi anh ơi. Dê, vậy là tôi đã chạy thoát rồi nhá. Thôi tôi cắt đuôi được anh Dương rồi, bây giờ tôi sẽ trở về thành phố, sau đó là bắt xe đi xuống Cần Thơ nhá, tiếp tục chạy trốn anh Dương đây. 2 tiếng mới gửi ảnh một lần thì bao giờ mới đuổi được tôi, làm sao bắt được. Siêu thử thách, cái thử thách này quá khó khăn. Đi anh ơi, chở em về thành phố. Vậy là tôi đã đến cửa khẩu Mộc Bài, bây giờ tôi sẽ vào làm thủ tục để sang Campuchia. Tôi đang định làm thủ tục sang Campuchia thì thấy Sáng thì Su gửi một bức ảnh đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng Su đã đi vòng quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không biết tôi đã định xuất cảnh sang Campuchia. Tôi tưởng Sáng Nhật Su cầm tiền nương YouTube sang Campuchia đánh bài. Giờ này có khi anh Dương còn xuất cảnh sang bên Campuchia rồi ấy. Nhưng mà tôi lại đang ở bến xe miền Tây rồi. Anh Dương ơi, em ở bến xe miền Tây mà. Anh đi sang Campuchia làm gì đấy? Mua vé xong rồi, giờ thì chờ xe chạy thôi. Chuẩn bị cắt đuôi anh Dương tiếp. Điện thoại của tôi hết pin nên tôi đã vào một cái nhà nghỉ để sạc điện thoại. Tiện tắm rửa thay quần áo luôn. Bây giờ thì tôi sẽ lên xe và di chuyển vào trong Cần Thơ thôi. Tới giờ rồi các bạn ạ. Không biết là anh Dương đang ở đâu. Cả tôi là cứ chạy trước đã. Sắp sửa hết 2 ngày trôi qua rồi mà anh Dương vẫn chưa bắt được tôi. Thậm chí là chưa cả nhìn thấy tôi chứ không nói là bắt được tôi. Tôi sẽ giảm độ khó của thử thách xuống nhá. Từ bây giờ, cứ sau mỗi 1 tiếng đồng hồ tôi sẽ gửi vị trí 1 giờ của tôi cho anh Dương. Khi hết 1 giờ vị trí của tôi sẽ tự tắt. Và 1 tiếng sau tôi lại tiếp tục gửi vị trí. Cứ như thế, giảm độ khó xuống rất là nhiều rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ gửi vị trí cho anh Dương rồi thông báo cho anh Dương biết luôn. Sáng gửi vị trí. Sao trên này gửi vị trí ta? Không hiểu sao Sáng xuống lại gửi vị trí cho tôi. Thì tôi thấy vị trí là Sáng Su đang ở miền Tây, thành phố Vĩnh Long, Cần Thơ. Bây giờ tôi sẽ bắt xe về miền Tây nhá. Tôi phải di chuyển liên tục bởi vì nếu dừng lại thì anh Dương sẽ bắt được tôi. Và lần này tôi sẽ di chuyển từ Cần Thơ đi lên Đà Lạt nhá. Tôi sẽ có 1 tiếng để anh Dương không định vị được, cắt đuôi luôn. Bây giờ thì tiếp tục lại lên xe để di chuyển tiếp thôi. Mới xuống xe được 1 tí thôi, giờ lại phải lên xe để đi tiếp rồi. Lần này thì tôi sẽ đi khắp Việt Nam luôn, đi bằng xe khách khắp Việt Nam luôn, cho anh Dương không thể nào mà bắt được. Đố anh Dương bắt được tôi. Tôi vừa mới đến Cần Thơ thì tôi kiểm tra định vị thì Sáng Nhật Su đã mất kết nối định vị rồi. Tưởng là có định vị 1 tiếng là ngon nhưng mà không ngờ là vẫn rất là khó. Tôi thấy định vị của Sáng Su đang hiện ở gần Bảo Lộc, gần Đà Lạt rồi. Không lẽ nào Sáng Su lần này tính là đuổi bắt khắp Việt Nam? Tôi đã bị Sáng Nhật Su bỏ lại rất xa, vì vậy tôi sẽ ở lại Cần Thơ đêm nay. Đêm nay tôi sẽ vắt óc suy nghĩ cách để bắt Sáng Nhật Su. Chứ bây giờ đuổi cho Sáng không kịp nữa rồi. Xin chào thành phố Đà Lạt. Vậy là tôi vừa đến Đà Lạt rồi các bạn ơi, vừa xuống xe xong. Bây giờ thì chạy đi chơi quanh thành phố một tí, sau đó thì tiếp tục di chuyển nhá. Bởi vì là lúc nào tôi cũng phải di chuyển thôi. Nếu mà tôi
ở đây quá lâu thì chắc chắn sẽ bị anh Dưỡng đuổi kịp. Có số đàng hoàng. Cho nên là tôi chỉ chạy quanh quanh thành phố Đà Lạt một chút nhá. Bắt xe chạy đi linh tinh, kiểu như là mình chạy đi một vài địa điểm đẹp nào đấy để ngắm thành phố, sau đó thì sẽ quay trở lại đây, quay trở lại bến xe này để tiếp tục bắt xe đi sang các tỉnh khác. Đấy. Tôi sẽ di chuyển quanh Việt Nam luôn, mỗi tỉnh tôi đi chơi một chút. Tôi đang có mặt ở quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt. Không khí ở đây rất là trong lành, nhưng mà bây giờ tôi lại phải đi ngay rồi các bạn ạ. Di chuyển liên tục. Bây giờ thì tôi lại quay trở về bến xe, sau đó bắt xe để đi luôn. Chỉ ra đây chơi, gọi là đứng ngắm cảnh, hít không khí trong lành của thành phố Đà Lạt một tí thôi, xong bây giờ lại phải đi luôn. Nếu không đi ngay thì chắc chắn anh Dưỡng sẽ đuổi kịp tôi ấy. Cho nên là tôi không thể nào ở lại đây lâu. Địa điểm tiếp theo mà tôi chạy đến đó chính là thành phố Nha Trang. Tôi bảo rồi, tôi sẽ đi tất cả các thành phố, đi từ vừa Nam ra Bắc luôn. Đố anh Dưỡng đuổi được. Theo như tôi đoán thì anh Dưỡng vẫn đang ở dưới thành phố Hồ Chí Minh. Cả đêm qua tôi đã tính toán phương pháp để bắt sáng, thì tôi thấy có một phương pháp rất là hay. Đó là chặn đầu để bắt sáng. Vì tôi phải chặn đầu phía trước, xong đó tôi sẽ bắt sáng trong khoảng 1 tiếng có định vị thì mới bắt được sáng. Chứ tôi cứ đuổi theo phía sau ấy thì sẽ không thể nào bắt được sáng. Vì định vị chỉ 1 tiếng thôi, lúc tôi đuổi kịp thì sáng lại đi chỗ khác rồi. Vì vậy tôi sẽ phải chặn đầu sáng xu. Thì tôi thấy sáng đã đi những tỉnh miền Nam rồi này, những tỉnh miền Tây rồi này, bây giờ đang hướng về miền Trung. Thì tôi đoán là sáng chắc chắn đang đi về miền Trung. Vì vậy tôi sẽ chặn đầu sáng ở miền Trung. Tôi quyết định đến Đà Nẵng chặn đầu sáng xu. Vì Đà Nẵng là một thành phố du lịch lớn nhất Việt Nam. Kiểu gì sáng về miền Trung thì sáng cũng phải đi qua Đà Nẵng. Có khi là sáng còn dừng chân chơi ở Đà Nẵng luôn. Bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay đi Đà Nẵng luôn, chặn đầu sáng xu ở Đà Nẵng. Cứ như này thì làm sao mà anh Dưỡng đuổi được tôi. Thôi anh Dưỡng ạ, không phải đuổi em đâu. Em đi hết tất cả các thành phố ở trong nước rồi em về. Anh không phải đuổi em nữa đâu, anh về đi. Đuổi làm gì, có đuổi được đâu. Tôi lại thấy sáng chỉ xu di chuyển. Vừa mới đến thành phố Đà Lạt xong, tôi lại thấy sáng xu bắt đầu đi di chuyển rồi, hình như đi về hướng Nha Trang. Cái thử thách lần này sáng Nhật Xu di chuyển liên tục thật sự làm tôi rất là khó để bắt kịp sáng. Bây giờ sáng Nhật Xu mới gần đến Nha Trang thì còn rất lâu nữa mới đến Đà Nẵng. Tôi sẽ đến Đà Nẵng trước 1-2 hôm. Tôi vừa xuống xe xong và định vị của tôi gửi cho anh Dưỡng cũng vừa ngắt kết nối. Tức là bây giờ tôi có 1 tiếng đồng hồ để thoải mái làm bất kỳ điều gì. Không cần di chuyển tôi cũng sẽ không bị anh Dưỡng bắt. Xin chào Nha Trang, xin chào biển. Tôi đang có mặt ở quảng trường của Nha Trang. Thật là thoải mái. Hít thở không khí biển, sướng chết rồi. Giờ thì khả năng tôi phải đi kiếm một cái nhà nghỉ nào đấy để thuê, sau đó thì tắm rửa. Bởi vì người tôi đã rất là hôi rồi. Suốt từ ngày hôm qua, cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay tôi vẫn chưa tắm rửa gì cả. Tôi đã đến sân bay Cần Thơ. Bây giờ tôi sẽ vào mua vé bay đến Đà Nẵng, không để sáng đi xu thoát. Let's go Đà Nẵng. Theo như tôi nghĩ thì anh Dương vẫn đang trên đường đuổi theo tôi và chưa tới thành phố Nha Trang này. Nhưng mà tôi vẫn phải chạy xe như này để cho chắc chắn rằng là anh Dưỡng không thể nào bắt được tôi. Cuối cùng thì định vị của tôi cũng đã ngắt kết nối. Thì bây giờ đi kiếm quán ăn thôi, đói bụng quá rồi. Chạy xe 1 tiếng đồng hồ cứ chạy liên tục luôn. Không kịp đi ăn rồi các bạn ạ. Tôi chạy đi kiếm chỗ đổ xăng thôi. Hết luôn 30 phút mới đổ được xăng. Bây giờ thì không kịp đi ăn rồi. Nếu mà ngồi xuống ăn, chẳng may anh Dưỡng định vị được tôi, tôi đang ở một chỗ thì anh Dưỡng chắc chắn sẽ tóm được tôi. Tôi cứ chạy vòng vòng quanh thành phố như này cho hết 1 tiếng định vị đi. Vậy là tôi đã ăn xong, bây giờ thì bụng khá là lo rồi. Ăn một lúc thôi mà hết gần 1 tiếng đồng hồ, chỉ còn khoảng 5 phút nữa là tôi lại phải tiếp tục gửi định vị của tôi cho anh Dưỡng. Thì tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng 5 phút rồi tiếp tục di chuyển nhá. Tôi đi về hướng đằng sân bay một phần cũng là để đánh lừa anh Dưỡng, khiến cho anh Dưỡng tưởng rằng là tôi sẽ tiếp tục sử dụng máy bay để đi trốn. Tôi đã đến Đà Nẵng thì tôi thấy sáng xu vẫn đang ở Nha Trang. Thì đúng như dự đoán của tôi là sáng đang đi về hướng miền Trung. Ui, sáng xu đang ở sân bay Cam Ranh. Nhưng mà theo dự đoán tôi là sáng sẽ không bay đi, vì là mỗi 1 tiếng sẽ có định vị một lần, thì làm thủ tục máy bay cũng rất là lâu. Vì vậy là tôi đoán là chắc chắn sáng xu sẽ không bay, mà sáng xu đến sân bay để đánh lừa tôi. Kinh nghiệm đuổi bắt mấy ngày hôm nay rồi, chắc chắn sáng xu sẽ đến sân bay, xong là nó sẽ vòng lại. Bây giờ tôi sẽ kệ sáng xu đi đâu đi, làm gì làm, thì tôi chỉ theo dõi thôi. Khi nào đến Đà Nẵng thì tôi sẽ bắt.
Tôi bây giờ giống như là con cá sấu đang rình mồi đấy. Sáng thì Su là con mồi, tôi là cá sấu. Bình thường các bạn biết rằng con cá sấu sẽ ẩn mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ chờ con mồi. Thì tôi cũng như vậy. Tôi sẽ ở Đà Nẵng phục kỳ bây giờ sáng đi qua Đà Nẵng thôi. Có thể 1 ngày, có thể 2 ngày, có thể 3 ngày, có thể 4 ngày sáng mới đến đây. Nhưng không sao, tôi sẽ làm con cá sấu rình mồi. Sau một hồi di chuyển thì hiện tại định vị đã ngắt kết nối và anh Dưỡng không thể nào định vị được tôi nữa. Bây giờ thì tôi sẽ rẽ sang một hướng khác để đi ra bãi biển. Biển ở đây thì xanh biếc luôn này. Ui, tắm biển này mới thích chứ. Máy bay khổng lồ luôn. Quá đẹp. Tôi lừa anh Dưỡng kiểu như này. Anh Dưỡng có rời bắt được tôi. Thôi anh Dưỡng, thôi không phải đuổi theo em nữa đâu. Anh đi về đi. Lại máy bay. Máy bay ơi, trước tao ơi, đi với. Máy bay to quá các bạn ạ. Khổng lồ, nó ở ngay trên đỉnh đầu mình luôn. Giờ thì đi vào trong sân bay để trốn anh Dưỡng. Tôi sẽ chia sẻ vị trí, sau đó thì tôi ở trong sân bay tới hết một tiếng đồng hồ vị trí của tôi ngắt kết nối thì tôi sẽ quay trở lại thành phố để bắt một chuyến xe khách khác. Sau đó thì tiếp tục di chuyển. Di chuyển bằng xe khách thì anh Dưỡng mới không đuổi được tôi. Lừa anh Dưỡng một cú như thế nhá. Không biết là anh Dưỡng đang ở đâu, khả năng anh Dưỡng cũng đang chạy ra sân bay để bắt tôi thôi. Bởi vì là vị trí của tôi đã được chia sẻ cho anh Dưỡng rồi mà. Không biết trốn ở đâu cả, trốn đại trong nhà vệ sinh đi cho nhanh. Không biết anh Dưỡng có tìm được tôi ở trong này không. Giờ thì tôi sẽ chạy thẳng về thành phố Nha Trang thôi. Lừa anh Dưỡng thế là quá tuyệt vời rồi. Anh Dưỡng bị tôi lừa là chắc cày lắm ấy. Em ở đây này. Anh Dưỡng ơi, em ở đây này. Định vị của Sáng vẫn quanh quẩn ở thành phố Nha Trang. Đã đến miền Trung, chắc chắn sẽ đến Đà Nẵng. Tôi tin chắc là Sáng sẽ đến Đà Nẵng. Vấn đề là thời gian thôi, một ngày hay hai ngày hay một tuần thôi. Nhưng mà không sao, tôi vẫn kiên trì. Bao nhiêu ngày tôi cũng chờ. Phải bắt được Sáng. Không thể để thua Sáng lên Su được. Thì anh Grab này sẽ chở tôi tới bến xe để bắt một chuyến xe rời khỏi thành phố Nha Trang nhá. Hy vọng là trước khi lên xe khách để rời khỏi Nha Trang thì tôi sẽ không bị anh Dưỡng bắt nhá. Vậy là tôi đã đặt được vé xe và khá là may mắn khi mà xe bây giờ sẽ xuất phát luôn. Tức là anh Dưỡng sẽ không thể nào bắt được tôi nữa rồi. Tiến về Đà Nẵng thôi. Wow, theo định vị Sán Thiên Su đã di chuyển khỏi thành phố Nha Trang. Sán Thiên Su làm sao mà dám dừng lại, bắt buộc phải di chuyển liên tục. Nếu không thì tôi sẽ bắt Sáng. Đấy là Sáng nghĩ như thế, đấy. Định vị của Sáng biến mất ở Hội An thì chắc chỉ khoảng một tiếng nữa thôi là Sáng sẽ đến Đà Nẵng. Thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một cái xe Grab để đuổi theo Sáng. Trời hôm nay đang mưa, không biết có ảnh hưởng gì đến đuổi bắt không, nhưng mà bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một cái xe Grab. Xin chào Đà Nẵng, lại chào Đà Nẵng rồi. Tôi có mặt ở Đà Nẵng rồi. Thì bây giờ trời cũng đã sáng rồi. Thế này làm sao anh Dưỡng đuổi kịp được tôi? Để bắt được Sáng thì tôi đã thuê một anh Grab rất là trẻ và nhanh nhẹn. Đã rất là nhiều lần tôi đến Đà Nẵng nhưng mà vẫn chưa được trải nghiệm cái cảm giác nhảy dù. Cho nên là bây giờ tôi sẽ đi trải nghiệm nhảy dù, sau đó thì tiếp tục rời khỏi thành phố Đà Nẵng rồi đi tới một thành phố khác nhá. Đấy, đến Đà Nẵng lần này thì tôi chỉ nhảy dù thôi. Bây giờ tôi sẽ đi vòng vòng quanh thành phố Đà Nẵng. Khi nào Sáng bật định vị lên là tôi sẽ đi bắt luôn. Vì khi bật định vị chỉ được một tiếng để có định vị. Vì vậy tôi sẽ tranh thủ tôi bắt trong vòng một tiếng. Bây giờ tôi cứ đi vòng vòng. Nhớ đâu Sáng thì Su bật định vị lên mà Sáng nào gần thì tôi bắt luôn. Sáng ơi, tốt nhất là em đừng bật vị trí lên. Anh Grab trẻ như này mà đuổi thì em không thoát được đâu. Đừng có bật vị trí lên nhá. Vậy là tôi đã lên bãi nhảy dù. Thì bây giờ cũng tới thời gian gửi vị trí cho anh Dưỡng rồi. Thì giờ tôi sẽ gửi vị trí cho anh Dưỡng nhá. Nếu mà anh Dưỡng có đuổi theo tôi lên tới đây thì tôi cũng chạy trốn theo đường nhảy dù xuống bên dưới rồi. Anh Dưỡng không thể nào bắt được tôi à. Sáng đã xuất hiện rồi. Ôi tôi đã bảo mà. Rồi Sáng ở trên núi. Ui chú ơi, đi cháu chỉ đường nhá. Sáng xuất hiện rồi. Let's go.
Tôi chỉ có thời gian 1 tiếng bắt sáng thôi. Chú ơi, nhanh lên chú ơi. Sáng chị Su lên núi làm gì ấy? Ờ đi chú ơi. Đi 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 thẳng lên núi chú ơi. Sương mù quá vẫn chưa bay được. Ông đi chậm quá, bây giờ tôi sẽ thay ông lái. Đường đi vòng vèo quá. Đại từ nãy giờ mà sương mù quá tôi vẫn chưa bay được. Không biết anh Dương đang ở đâu rồi. Hy vọng là không bị anh Dương tóm ở trên này. Khả năng là nhầm đường rồi. Đi mãi không hết đường à. Tôi thấy Sáng Su đang ở trong một cái đường cụt. Ok. Bay thôi. Thế điện, thế đi, thế đi, thế đi, thế đi, thế đi. Ui, Sáng Su bay rồi. Kia Sáng Su kia thôi. Rồi, thở tay cho mày. Thở tay vô đây, thở tay vô vào. Anh Dương kìa. Ui mày thế, tôi vừa chạy ra thì anh Dương tới. Tí nữa thì bị anh Dương bắt. Thoát rồi. Ok. Tốt. Wow, đẹp quá. Wow. Kia sáng kìa. Xuyên lượn thì được bắt được Sáng Thị Su. Vậy là Sáng Thị Su cắt đuôi tôi bằng dù lượn. Bây giờ chú ơi, bây giờ lại đi đi xuống chặn đầu cái điểm hạ cánh của Sáng. Cháu biết chỗ điểm điểm hạ cánh. Đi chú ơi. Trời ơi, sao mình không tính là Sáng bay dù ta? Tôi biết trên này có dù lượn mà tôi không để ý. Tôi tưởng là Sáng lên núi trốn. Trời nhưng mà trời ơi, tiếc quá. Thì bây giờ tôi sẽ xuống cái bãi biển để chặn đầu Sáng. Sáng sẽ phải hạ cánh ở chỗ bãi biển ấy. Bây giờ tôi sẽ đi chặn đầu Sáng. Chú ơi, nhanh lên chú ơi. Mấy ngày đuổi bắt rồi, không để Sáng chú thoát được. Tôi sắp hạ cánh rồi, thì anh Dương từ tận trên đỉnh núi phi xuống đây. Đường núi, đường đèo vòng vèo lắm, còn lâu mới đuổi kịp tôi. Giờ thì tôi hạ cánh xuống, sau đó anh tôi tiếp tục chạy trốn nhá. Khả năng là rời khỏi thành phố thôi, không ở đây nữa. Anh Dương đang đuổi kịp tôi rồi. Đi đường trên núi cứ vòng vèo mất rất nhiều thời gian. Không biết có kịp bắt Sáng không nữa. Rồi, tôi bắt được ra rồi. Anh ơi, cho em ra bến xe. Vâng, ra bến xe này. Anh Dương đang áp sát tôi rồi, tôi gấp quá rồi các bạn ơi. Giờ phải ra bến xe đi ra khỏi thành phố Đà Nẵng rồi, chạy luôn. Chạy tiếp thôi. Trên trời đã không còn ai rồi. Hình như Sáng hạ cánh xuống rồi. Chạy nhanh ông ơi. Dừng đèn đỏ cũng thấy áp lực, không biết anh Dương đang ở đâu. Có khi nào đang dừng đèn đỏ anh Dương ra túm được tôi không? Anh Dương thì có định vị của tôi rồi, cho nên là lúc nào cũng đuổi theo sau đít tôi thôi. Giờ phải chạy nhanh ra bến xe thôi. Chuẩn. Trốn gấp. Xong bắt được giá Su rồi. Giờ mình chưa rồi. Có định vị rồi thì Sáng Thị Su làm sao mà thoát được. Sáng Thị Su chạy vào trong thành phố khác gì là để cho tôi bắt đầu. Trong thành phố đèn đỏ, đèn xanh dày như măng nhện thì làm sao mà thoát được. Không thèm bắt Sáng luôn, để cho Sáng đi. Tôi cứ đi đằng sau thôi. Sáng Thị Su không biết tôi đằng sau đâu. Bây giờ chỉ xem mà hai ông Grab xem ông nào hết xăng trước. Chú ơi, xe sắp hết xăng chưa? Ui, đã hết xăng, mới hết xăng rồi. Rồi, chết rồi, đi nhanh nhanh đuổi Sáng rồi. Xe sắp hết xăng rồi. Đi vào, đi xem nó. À, Sáng Su dừng lại rồi. Bắt. Em ơi, Sáng ơi, đi đâu đấy Sáng ơi? À, định đi bến xe này đi đâu? Định ra bến đi đâu? Đi thành phố nào nữa? Chạy khắp Việt Nam chưa? Thế tiền YouTube anh đâu? Tiêu hết rồi. Ôi trời, cái thằng này. Đây. Đây, quan trọng này. Dám lấy tiền YouTube đi. Anh tưởng mày sang Campuchia đánh bài cơ. Rồi, tiền đâu? Tiền đâu? Tiêu hết rồi thằng này. Rồi, Sáng Su tiêu hết tiền rồi.